Sự thiếu hiểu biết cũng như tính kiêu ngạo trong đầu óc của một số người Trung Quốc khi đến Việt Nam khiến không chỉ người Việt khó chịu mà tôi cũng cảm thấy phản cảm. Đó là một trong những nhận xét của một chàng trai Trung Quốc tên là A Trần lần đầu tiên đến Việt Nam và có ý định sinh sống ở Việt Nam. Sau một thời gian ở Việt Nam, chàng trai này đã quay lại một video nói thẳng về những suy nghĩ của một số người Trung Quốc khi đến Việt Nam khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đã thẳng thắn nhắc đến những câu cửa miệng của dân mạng Trung Quốc về Việt Nam như Việt Nam rất nghèo, vùng nông thôn còn nghèo hơn, sang Việt Nam có thể mua một cô vợ. Ở phần nội dung của video này, A Trần cũng bày tỏ Việt Nam thực sự nghèo vậy sao? Nếu quay lại 20 năm trước thì có lẽ đúng. Nhưng bây giờ vẫn có rất nhiều người nghĩ rằng Việt Nam rất nghèo, thậm chí có thể mua một cô vợ Việt Nam về nhà. Những người có suy nghĩ như vậy thực sự là những người nghèo về tư tưởng. Vậy cụ thể, A Trần đã nói những gì? Hãy cùng Cơm Camera dịch lại toàn bộ lời nói của A Trần trong video này nhé! Việt Nam thực sự rất nghèo sao? Nông thôn của họ như thế nào? Ở Việt Nam có thể mua vợ bất cứ lúc nào không? Xem xong video này, bạn sẽ biết liệu có thể mua vợ ở Việt Nam hay không? Bây giờ, nơi tôi đang đứng chính là Việt Nam, một ngôi làng nông thôn điển hình ở tỉnh Bắc Giang. Mọi người có thể theo dõi qua ống kính của tôi để xem ngôi làng này. Nó nằm xa thành phố Bắc Giang, các công trình kiến trúc trong làng rất tốt và cơ sở hạ tầng cũng rất hoàn thiện. Ngoài việc ít có ô tô ra, ở một số mặt, thậm chí còn vượt qua cả những vùng nông thôn tương tự ở Trung Quốc và thậm chí hơn cả những vùng nông thôn phát triển hơn. Thông thường, khu vực nghèo hơn ở Việt Nam là những vùng núi phía Bắc và vùng núi miền Trung, ví dụ như các khu vực gần Vân Nam, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Hà Giang. Ngay cả ở những tỉnh rất nghèo của Việt Nam, họ cũng rất phản cảm khi người Trung Quốc đến và nói về việc muốn mua vợ. Nếu thực sự muốn mua một người vợ, thì bạn sẽ cần bao nhiêu tiền để có thể mua được một người vợ ở những khu vực phát triển thuộc đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng? Lý do tại sao nhiều người Trung Quốc có ý tưởng đi Việt Nam mua vợ thực ra là do nguyên nhân lịch sử, kinh tế xã hội và một phần do sự thiếu hiểu biết cũng như tính kiêu ngạo trong đầu óc của một số người Trung Quốc. Dù vì bất kỳ lý do gì, tôi cũng không muốn nghe thấy ai nói về việc đi Việt Nam mua vợ. Không chỉ người Việt Nam cảm thấy rất phản cảm khi nghe điều này, mà ngay cả tôi khi nghe cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ, trước máy quay, các bạn có thể thấy nơi này có sân bóng đá kích thước tiêu chuẩn, sân bóng rổ tiêu chuẩn, còn có cả quảng trường, sân khấu và rất nhiều thiết bị thể dục. Những ngôi làng được trang bị cơ sở hạ tầng đầy đủ như thế này, có lẽ ở khắp Quảng Tây cũng không có nhiều. Vì vậy, anh em hãy cất đi số tiền ít ỏi đáng thương của mình và cũng cất đi cả lòng tự trọng của chúng ta. Đừng nói về việc đi Việt Nam mua vợ nữa. Ngay cả ở những khu vực nghèo nàn trên núi, khi bạn nói ra câu đó, thực tế là bạn đã không còn cơ hội rồi. Sự chân thành, khiêm tốn và duyên phận mới là vũ khí tối thượng. Video này mới chỉ đăng tải cách đây vài ngày nhưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý đến từ dân mạng Trung Quốc. Vậy họ đã phản ứng như thế nào? Có được khai sáng hay không? Hay vẫn giữ thói suy nghĩ kiêu ngạo ếch ngồi đáy giếng của mình? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần bình luận ngay bây giờ nhé! Thật xấu hổ khi thấy nhiều người Trung Quốc chưa từng đến Việt Nam mà cứ nghĩ rằng Việt Nam rất nghèo và có thể dễ dàng mua vợ. Tôi đã đến Việt Nam và chứng kiến tận mắt cuộc sống ở đó. Nhiều nơi còn phát triển hơn cả những vùng nông thôn của chúng ta. Thật sự không nên đánh giá đất nước khác chỉ qua những định kiến cũ kỹ. Ở nông thôn của tôi không có đường hai làn, nhưng thực tế ở đây họ có đường hai làn rồi. Tôi thực sự sốc khi lần đầu tiên đến Việt Nam. Trước đây tôi luôn nghe trên mạng xã hội rằng Việt Nam rất nghèo, lạc hậu, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Người Việt sống rất bình yên và hạnh phúc. Khi trò chuyện với người dân địa phương, tôi nhận ra họ rất hài lòng với cuộc sống của mình. Điều mà tôi chưa từng cảm nhận được ở Trung Quốc, nơi áp lực cuộc sống dường như bao trùm lên tất cả. Những gì mạng xã hội Trung Quốc miêu tả về Việt Nam là sai lệch và thực sự khiến tôi phải suy nghĩ lại về cách chúng ta nhìn nhận người khác. Tôi ở Bắc Giang, huyện Tân An. Ở Trung Quốc, chúng tôi thường nghe người ta nói Việt Nam nghèo. Tôi luôn nói rằng nhà tôi ở Bắc Giang tốt hơn ở đây nhiều. Người Việt không giàu cũng không nghèo như người Trung Quốc nghĩ. Nhưng người Việt vui vẻ hơn, tận hưởng mọi thứ tốt hơn. Các vùng nông thôn Việt Nam hạnh phúc hơn và biết chia sẻ hơn. Tôi đã sống ở Việt Nam một thời gian và nhận ra rằng đất nước này phát triển hơn rất nhiều so với những gì người ta hay đồn đoán trên mạng. Ở đây có rất nhiều người giàu có, cuộc sống không hề nghèo khổ như nhiều người Trung Quốc nghĩ. Nhưng điều khiến tôi xấu hổ nhất là khi đồng hương ở Trung Quốc liên tục hỏi tôi rằng Việt Nam có nghèo không và làm thế nào để mua vợ Việt Nam. Những suy nghĩ này vừa thiển cận vừa xúc phạm, hoàn toàn sai lầm và lạc hậu. Việt Nam không phải là nơi để mua bán và những người có suy nghĩ như vậy cần phải hiểu rằng
họ đang làm xấu đi hình ảnh của người Trung Quốc. Một số người chưa từng đến Việt Nam luôn nghĩ rằng Việt Nam rất nghèo và những người nghèo chỉ là một bộ phận nhỏ người dân miền núi, ủng hộ bạn nói sự thật. Chủ kênh đã nói rất hay và dám nói ra sự thật về sự kiêu ngạo và thiếu hiểu biết của nhiều người Trung Quốc. Tôi đã sống ở Việt Nam một thời gian và nhận thấy Việt Nam tốt hơn nhiều so với quê nhà của tôi ở Quảng Tây. Nhưng mỗi khi tôi nói điều này trên mạng, rất nhiều người Trung Quốc lại vào mắng tôi, họ gọi tôi là liếm Việt Nam. Hiện nay kinh tế Việt Nam đang phát triển rất tốt, trong khi Trung Quốc thì gặp nhiều bế tắc, khiến không ít người Trung Quốc phải sang Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh. Nhưng họ lại luôn nghĩ rằng người Việt Nam rất nghèo và thể hiện thái độ kiêu ngạo. Sự thật là nhiều người Việt Nam giàu có hơn, họ không phải chịu áp lực nợ nần vì mua nhà, mua xe, nên cuộc sống thoải mái và họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn so với người dân Trung Quốc. Tôi nghĩ đã đến lúc người Trung Quốc nên có cái nhìn cởi mở hơn về thế giới bên ngoài và không còn giữ những định kiến lỗi thời nữa. Tôi nghe nói nó rất nghèo, nhưng bây giờ tôi thấy nó giàu hơn thị trấn của chúng tôi. Cũng không nhất định, nhưng ở thị trấn của chúng tôi không có sân bóng và trong quận cũng không có sân bóng mở. Thị trấn chỗ tôi cũng không có môi trường tốt như ngôi làng trong video này. Người Việt Nam luôn biết cách giải trí khi có những sân bóng chơi thể thao. Người Trung Quốc thì vẫn còn lo đi kiếm tiền trả nợ, không ai có tâm trí để giải trí, trừ những người rảnh rỗi. Những ngôi nhà vùng nông thôn Việt Nam thực sự được trang trí rất đẹp. Trước đây tôi thấy rằng những ngôi nhà Việt Nam ở gần biên giới là những ngôi nhà tranh, nhưng bây giờ nhìn chung thì chúng tốt hơn những ngôi nhà Quảng Tây của chúng tôi. Trên thực tế, nông dân Việt Nam bình thường giàu hơn nhiều so với nông dân Trung Quốc. Ngoài ra, các nhóm dân tộc thiểu số nghèo ở Việt Nam đều là con cháu của người Hoa, gốc Hoa, sống ở thành thị, đồng bằng và ven biển. Những ngôi làng và thị trấn tôi từng thấy ở Việt Nam có cảm giác thịnh vượng và giàu có hơn những làng mạc và thị trấn tôi từng thấy ở Sơn Đông, chẳng hạn như Bắc Ninh và Bắc Giang. Tất nhiên, cả nước đều biết người Sơn Đông nghèo. Hiện tôi đang ở Việt Nam, tôi đã sống ở cả thành thị và nông thôn Việt Nam, nên kinh tế Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Bản thân người dân Việt Nam không có thế chấp, vay mua ô tô, sinh lễ cưới hỏi hay áp lực học hành, chỉ số hạnh phúc cao và cuộc sống của họ suôn sẻ theo nghĩa hẹp. Tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi đã ở đó vài năm và cảm thấy cuộc sống và môi trường ở đó không tệ. GDP bình quân đầu người chỉ tương đương 1/3 so với Trung Quốc, về cơ bản tương đương với một số tỉnh nghèo nhất ở nội địa Trung Quốc. Việt Nam đã vượt qua Quảng Tây. Việt Nam có nhiều người giàu hơn Quảng Tây. Bây giờ khi đến ngôi làng già ở nông thôn của chúng tôi, bạn sẽ thấy xung quanh chỉ có một vài người dân và những người trẻ tuổi đã lên thành phố sống trong các nhà xưởng 8 người hoặc thuê nhà và vẫn còn rất nhiều người nợ tiền. Suy nghĩ có thể mua vợ ở Việt Nam là tư duy nghèo nàn của những người chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Việt Nam đã thay đổi và phát triển rất nhiều và chúng ta cần tôn trọng họ thay vì coi thường. Kiêu ngạo khi đi ra nước ngoài không làm chúng ta mạnh hơn mà chỉ khiến chúng ta mất mặt. Khi nhìn qua bên kia biên giới, tôi thấy nhiều nhà ở Việt Nam rất nghèo, toàn những đường đất và nhà ván gỗ. Cũng có nhiều người Việt Nam sang Quảng Tây làm thuê với mức lương chỉ 1.800 nhân dân tệ. Ở cửa khẩu, hàng ngày có rất nhiều người kéo hàng từ Trung Quốc về Việt Nam để bán. Nếu cuộc sống ở Việt Nam tốt như vậy, thì tại sao họ còn phải vất vả với đồng lương ít ỏi như thế? Những người bạn nhìn thấy là những người ở miền núi Việt Nam, nơi có cuộc sống nghèo khó, nhưng cũng có rất nhiều người miền núi Trung Quốc còn nghèo hơn như vậy. Hơn nữa, việc kéo hàng từ Trung Quốc về bán là một công việc chính đáng. Họ cũng đang giúp các thương gia Trung Quốc ở cửa khẩu kinh doanh. Còn rất nhiều người Trung Quốc khác cũng xếp hàng qua biên giới để làm ăn với người Việt Nam. Bạn có tư tưởng của ếch ngồi đáy giếng, luôn coi thường người khác mà không thấy rõ toàn cảnh. Không cần phải nói nhiều, tôi chỉ cần nhìn vào GDP. GDP Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc. Bạn nói rằng người Việt Nam có điều kiện sống tốt sao? Quỷ mới tin bạn. Chỉ quay một số ngôi nhà đẹp đẽ đã khoe khoang Việt Nam giàu có. Nó không tốt bằng Quảng Tây. Anh bạn, GDP bình quân đầu người ở Trung Quốc là 13.000 USD, tương đương hơn 1.000 USD một tháng. Thử hỏi ở Trung Quốc, bao nhiêu phần trăm dân số có mức thu nhập này? Chỉ khoảng 30% thôi. Còn 70% còn lại đang có mức thu nhập thấp hơn so với GDP bình quân. Hãy sống thực tế và đừng tự ảo tưởng bản thân. Việt Nam đang phát triển rất nhanh, sớm muộn GDP bình quân cũng sẽ tăng gần bằng Trung Quốc vì Trung Quốc đang chậm lại và bế tắc.
anh Hùng bàn phím ở Trung Quốc phần lớn là chưa được đi ra nước ngoài, nên giọng rất lớn. Đến khi được tiếp xúc với thế giới thì liên tục bị sốc và phủ nhận thực tế. Trên đây là những ý kiến trái chiều của dân mạng Trung Quốc. Có khá nhiều anh hùng bàn phím bị vả mặt không thương tiếc. Các bạn thấy video này có thú vị hay không? Hãy comment bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.